Xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh. Hôm nay em lên clip số 100 ha. Và cũng để tri ân các khách hàng và các anh chị chú bác. Và nhân dịp là last sale là ngày 7 tháng 7 thì em cũng có một mã kéo gạch cành, hàng mới chưa sử dụng, để tri ân các anh chị mình đã ủng hộ kênh bên em trong suốt thời gian vừa qua với mức giá rất là hợp lý ha. Thì anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Chốt hàng mình cứ điện thoại nhắn tin vào số điện thoại trên chủ đề giùm em. Rồi em sẽ đi vào chi tiết clip 100 luôn. Sale up ngày 7 tháng 7 ha. Thì đây là mã hàng tri ân cho các anh chị mình đã ủng hộ, giá rất là hợp lý để mình xài hàng mới, giá bằng hàng bãi luôn. Hàng mới chưa xài, kéo cắt cành 20 cm của hãng là Koyo Shinjo Sino ha. Đó, hàng mới chưa xài này. Và đặc biệt cây này là thép Yasugi chị ha, của nhà máy Hitachi, thép rất là chất lượng, độ cứng cao và anh chị mình có thể sử dụng lâu dài, giữ bén giữ cạnh tốt. Rồi anh chị mình chốt cho em clip 100 mã số 1 ha, mã này bình thường á. Đây tụi em sẽ view tất cả luôn. Cây này là hàng mới chưa sử dụng của hãng Tubota ha, Tubota của làng rèn kim loại, của một khu công nghiệp kim loại của Niigata. Thì cây này là kéo, dáng kéo là dáng chữ B anh chị ạ. Dáng thường thường anh chị mình thấy là dáng kéo chữ A ở hay cái thép cây bông lúa đó, thì đây là dáng chữ B. Dáng rất là hay gặp ở những cây mà cắt cành hàng rèn thủ công. Đây, thép Yasui của Nhật ha, của nhà máy Hitachi. Rất là bén anh chị ạ. Và chữ nó cũng khắc chìm ở trên cái phần cán lưỡi dao, lưỡi kéo này. Thân thì chỗ này nó có bọc một cái phần nhựa màu đen anh chị ạ. Và trên này là anh chị mình thấy các sơn, một lớp sơn màu xám rất là đẹp. Hàng chuẩn Nhật á, có cái tiêu chuẩn Nhật này và hàng sản xuất tại Japan, Nhật Bản. Nếu mà anh chị mình đang có nhu cầu mình mua một cây hoặc là mình làm vườn này kia thì anh chị mình có thể mua cây này ha. Rất là hợp lý để mình xài và mình cắt kiểu. Đây anh chị mình thấy hàng mới chưa sử dụng nè. Thì chương trình này em sẽ áp dụng hết tháng 7 cho các anh chị mình ha. Hết tháng 7, hôm nay cũng ngày 7 tháng 7 rồi. Thì em sẽ áp dụng hết tháng 7 cho anh chị. Lưỡi cắt cực kỳ cứng và dày anh chị ha, rất là dày nên anh chị mình có thể mình cắt cành tầm khoảng là 1 ly 1.5 xăng đổ lại, rất là dày cứng cáp này. Cái này thì chiều dài nó tầm khoảng là 20.5 xăng ha, 20.5 xăng. Rồi anh chị mình có thể mình thấy hai lớp thép là họ đã rèn nên là anh chị mình xài nó cực kỳ bén và cái độ giữ bén của nó lâu, chữ khắc chìm trên lưỡi kéo luôn, rất là dày anh chị ha. Dòng thép Yasugi thì anh chị mình xài mình bảo quản kỹ giùm em ha. Mình xài xong thì anh chị mình lau cái nhựa cây đi rồi anh chị mình bôi dầu vô là được ha, kéo rất là bén này. Dòng này thì giống như là dòng rèn thủ công luôn, tại vì anh chị mình thấy họ rèn là có hai lớp thép cực kỳ bén này. Ok ha, đó này là dầu để bảo quản. Rồi cây này anh chị mình chốt giùm em mã số 1. Em sẽ áp dụng chương trình mà giá mềm như thế nào cho anh chị mình tới hết tháng 7 luôn ha. Hết tháng 7 luôn. Mình có làm vườn này kia thì anh chị mình có thể mình mua cây này thì nó cũng giống như là anh chị mình mua một cây hàng bãi thôi. Nhưng mà nó mới hoàn toàn chưa xài, không có bị rơ lắc con ốc, không có sợ là nó hao mòn hoặc là mẻ lưỡi này kia đâu. Hàng zin nguyên. Rồi anh chị mình chốt giùm em ha, mã số 1 là 420. Rất là mềm ha, bằng giống như một cây kéo bãi thôi mà được xài hàng mới, không rơ không lắc. Mã số 1 giá 420. Em lên mã số 2. Số 2 thì em về được một cái bánh nhám ha. Bánh này thì anh chị mình dùng để mình mài dao được và rất là thông dụng. Size này thì ít gặp. Size 15 anh chị mình có thể mình xài cho máy mài hai đá, máy mài motor hai đá hai bên đó thì anh chị mình xài cái này được ha. Và mình dùng để mình mài dao mài kéo. Mã số 2. Thì đây anh chị thấy ha, đây là thông tin nó toàn cảnh báo bằng chữ Nhật thôi. Mark BRM là không biết bao nhiêu đây. Thì em sẽ mở trong trong cho anh chị mình xem. Mã số 2 một bánh ha. Thì cái này anh chị mình thấy là hàng mới chưa xài. Bánh này anh chị mình mài dao kéo rất là êm. Đó, mài dao kéo rất là êm. Và cái form này thì mình xài cái cốt này cho cái máy mài đá được, cái cốt vừa máy mài đá là tầm khoảng 1.6 ha, 1.6. Đường kính là 15 xăng và cái bản này nó rộng được là 3.6 xăng ha, 3.6 xăng.
Đó, anh chị mình xài gắn cái máy mài đá hai bên như thế này là mình xài ha. Đường kính là 15 60 thì mình sẽ sử dụng kính để mình đeo để mình bảo hộ. Tốc độ rất là nhanh này, 8.000 thì cái này em thấy ở chỗ mà anh chị mình có thấy em hay lên cái lưỡi cắt gạch disco của Nhật đó, lưỡi cắt kim cương diamond đó, thì anh chị mình thấy cái 8.000 RPM này là tốc độ rất là nhanh. Anh chị mình xài. Rồi, hàng chuẩn của Made in Japan của Nhật luôn, của hãng Ichiguchi ha, của công ty Ichiguchi của Nhật. Độ dày nhám là tầm khoảng là 7 ly anh chị nhé. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số 2 giá là 140. Anh chị mình có thể mình lấy vài bánh về mình để dày ha, rất là ít gặp. Anh chị mình lấy 1 2 3 bánh gì đó mình để dày, ít gặp cái form phù hợp để sử dụng máy mài đá như thế này. Mã số 2 140. Em lên mã số 3. Số 3 là một chiếc hộp mũi khoan. Cái này thì sử dụng cho chắc là máy khoan hay gì này. Hàng mới chưa xài ha, cùng 5 chi tiết sử dụng cho máy khoan. 4 ly 2, 4 ly rưỡi, 4 ly 8, 5 ly và 5 ly rưỡi anh chị ha. 5 ly rưỡi. Cái này. Đây. Đây là mé bên dưới anh chị ha. Đây là cái phần cái cốt tròn ha. Cái này thì sử dụng cho máy khoan cầm tay giùm em. Đường kính là tầm khoảng là 5 ly rưỡi anh chị nhá. Đường kính cái phần anh chị mình gắn cho máy là 5 ly rưỡi. Chiều dài cây dài nhất á, tầm khoảng là 9.5 và cây ngắn nhất là khoảng là 7 rưỡi. Rồi bộ mũi khoan này anh chị mình chốt cho em mã số 3 giá là 130. Em lên mã số 4. Số 4 là một cây kìm nhọn. À em nhầm, để em cung cấp thêm cho anh chị thông tin về cái kéo cắt cành Koyo ha. Thì ở Việt Nam mình đang bán tầm khoảng là 790 một cây cắt cành 20 cm của Koyo. Giá này thì bằng nửa giá mà bên siêu thị Việt Nam Tiki mình đang bán, Lazada mình đang bán thôi. Đây. Kiểu B ha. Kiểu B là Koshino này, Koyo Nhật Bản 20 cm là đang bán là tại 790 nè. Đây là lượng cái option là kéo tỉa tán hoặc là kéo cắt cành thì nó cũng giá đó anh chị ha. Đây kéo cắt cành cũng 795 nè. Đó. Một cây ha, nên là anh chị mình mua ở đây là rất là rẻ luôn. Có 420 thôi là bằng nửa giá anh chị mình mua. Của đây. Niigata ha. Của cái khu công nghiệp là thập kim loại Niigata. Đây ha. Anh chị mình cắt cành tầm khoảng là 1.5 xăng hoặc là 1.8 xăng đổ lại. Thép là thép Yasugi ha. Có thiết kế gọn nhẹ, lưỡi kéo là thép Yasugi. Rồi ok anh chị ha. Thông tin rất là rõ ràng. Anh chị mình cứ chốt mã số 1 là cây kéo cắt cành 420 ha. Rồi em lên mã số 4 là một cây kìm nhọn của hãng là cây 3 logo con ngựa, hàng chuẩn Nhật, hàng rèn nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật. Cây này nó có một hở sáng chút xíu bên dưới nhưng mà anh chị mình xài bình thường không sao, cắt dây điện vẫn được. Răng thì nó đều không có bị mẻ gì hết nè. Chiều dài cây kìm nhọn này của hãng là cây 3 là 14 cm hơn. Anh chị mình chốt cho em mã số 4 giá 80.000. Mã số 4 giá 80.000. Năng cây này thì cắt dây điện ngon lành không vấn đề gì nha anh chị. Đây, em cắt sát mé bên dưới chị mình thấy nè. Cắt rất là lưỡi cắt rất là ngọt. Rồi mã số 4 giá 80.000 một cây kìm nhọn của cây 3 răng đều. Em lên mã số 5. Số 5 là một cây tô vít đóng, cây này thì còn khá mới của hãng Vercel và cây vít này vít -8 nhân cái chiều dài chỗ này là 15 cm. Cây này thì hàng xài lướt thôi còn khá đẹp ha. Anh chị mình thấy tem nhãn còn này, đầu nó còn láng o. Đầu còn vuông vắn cạnh, không có cạnh, không có bị mẻ hay là bị cấn dập thì cái đầu ha. Anh chị mình thấy đầu rất là đẹp này. Đầu này là 8 ly. Chiều dài từ đây tới đây là 15 cm. Tô vít đóng ha. Thép CRV và khó rỉ Harden, khó rỉ này. Khó cứng nhá. CRV rất là cứng nè.
Thì cái này hàng xà lướt thôi nha anh chị ha. Đầu cũng còn đẹp mà. Mình sẽ sử dụng đầu gối mình đóng ở đây. Khi gặp những con ốc mà bị rỉ đầu cứng đầu và nó cũng có hít 500 ha. Chiều dài tổng thể là 29 xăng. Anh chị mình chốt giùm em mã số 5 giá là 150. Em lên mã số 6. Số 6 là một chiếc thùng đựng đồ nghề ha. Thùng này thì nặng là hơn 1 kg của hãng Toyo. Thì cái size này nó dài nó tầm khoảng là 29 xăng, nhưng mà cái trọng lượng của nó dài, cái trọng lượng của nó là nó tương đương với một chiếc thùng nặng tầm khoảng dài tầm khoảng 35 xăng nha anh chị ha. Là cái lá thép của nó rất là dày nên là anh chị xài cái thùng này bền và nó còn rất là mới nè. Láng o, nước sơn còn duy nguyên nên mình khỏi cần về mình spa mình sửa hay là phun sơn lại ha. Chiều dài 29. Chiều rộng là 15 và chiều cao là khoảng 10.5. Thùng này thì không có gì để mình phải spa lại hết ha. Nó láng o, về chỉ việc bỏ đồ nghề vô thôi. Thì mình bỏ những cây cờ lê, mỏ lết tầm khoảng là 25 xăng đổ lại là vừa ha. Khoảng 25 xăng đổ lại là vừa. Cây này là 26, 27 cũng vừa nè. Bên trong láng o còn khá mới nha chị ha. Mới tinh. Rồi chị chốt cho em mã số là 6 giá 200. Em lên mã số 7. Số 7 là một cây tô vít trừ nhỏ. Cây này mình sẽ mở linh kiện điện tử hoặc là đồng hồ. Hàng của Stanley và sản xuất tại Anh. Phần cán đây ha. Phần cán. Đó, phần cán. Có vài cái vết chảy trượt sơ sơ nhưng mà còn đẹp, England của Anh nè. Chiều dài cái này là khoảng 12 xăng và cái này là vít trừ. Vít trừ khoảng 2.5 ly anh chị, 2.5 ly. Anh chị mình chốt giùm em mã số 7 giá là 50.000. Em lên mã số 8. Số 8 là một cây kìm điện của hãng Fujiya. Dòng này dùng nội địa Nhật nên anh chị mình thấy cái logo Zojic nội địa Nhật. Cây này còn rất là đẹp để mình vừa sưu tầm vừa xài cũng được ha. Fujiya này. Không bị hở sáng ha. Ram đen còn duy nguyên. Logo khắc chìm. Răng đều nè. Ok ha. Chiều dài là 19 xăng. Rồi anh chị mình chốt cho em một cây kìm điện nội địa Nhật của Fujiya mã số 8 250. Em lên mã số 9. Số 9 là một cây kéo cắt tôn cũng hàng nội địa Nhật luôn. Và cái này là thiết kế dán cong nên anh chị mình khi mình cắt á, tôn nó sẽ không có đứt vào tay, rất là bén à. Lưỡi thì zin nha chị em, lưỡi zin không cấn không mẻ gì hết. Bén cực kỳ. Lưỡi thẳng tắp nè, chị mình thấy ha. Lưỡi bén cực kỳ thẳng tắp luôn. Đây. Đây ha, lưỡi zin thẳng tắp luôn ha. Không có rơ lát gì anh chị, cây này còn rất là mới. Chiều dài cây kéo cắt tôn này là 27.5 xăng. Anh chị mình chốt cho em mã số 7. Mã số 9, một cây kéo cắt tôn dáng cong của Nhật. Mã số 9 204. Em lên mã số 10. Số 10 là một cây cần vặn tự động. Cây cần vặn tự động đầu 1/2 của hãng Tone. Dòng này là dòng mạ Niken nên nó rất là mịn. Có logo Zojic nội địa Nhật, đầu 12 ly 7 là đầu 1/2 ha. Sử dụng chung với bộ đầu khẩu 1/2 giùm em. Cây này thì hàng xài lướt thôi. Bánh răng này kia là còn ngon lành anh chị, ngon lành, hoạt động. Ok. Quay ngược lại ha. Rồi. Cây này thì ngoại hình của nó thì nó không được đẹp lắm nhưng mà các chức năng hoạt động bình thường ok. Anh chị mình xài ngon lành. Chiều dài cây này tầm khoảng là 26.5 xăng. Rồi cây này anh chị mình chốt giùm em. Mã số 10 giá 200. Em lên mã 11. 11 là một cây búa bi của Mỹ. Make in USA. Đầu còn láng o nè anh chị. Đầu rất là đẹp ha. Những cây này thì chắc chắn Make in USA. Thép cứng cực kỳ. Anh chị mình thấy hàng này. Cái này là người ta đã thay cán rồi ha. Nhưng mà cái đầu búa nó còn ngon lành, nó không có bị dập gì hết ha. Nên là anh chị mình thấy cái chất lượng thép á. Cái ngành luyện kim của Mỹ ha, hoặc là Đức thì anh chị mình thấy cái chất lượng nó ra rất là ngon. Cái này là cái cán thay rồi nha chị ha. Hàng Mỹ là Make in USA. Mình không thích thì mình có thể mình thay cái cán mới cho đẹp ha. Nặng là 260g. 260g thì chiếc đầu này nó tầm khoảng là 200g này. Size nào anh chị mình thích size phù hợp tầm khoảng 200-300g thì anh chị mình có thể mua cái đầu của bi này ha. Về mình xài. Chiều dài là 25 xăng và đường kính đầu đóng là khoảng hơn 2 xăng ha. Cái này chốt cho em mã số 11, một cây búa bi của Mỹ. Một cái búa bi của Mỹ ha, Made in USA. Mã số 11, 250. Em lên mã 12. 12 là một cây kìm bấm cốt của Lobster.
Cây này anh chị mình bấm cốt được hai đầu số ha, 125 và 2. Cây này thì là dòng này xịn này. Đó. Ngon lành, lò xo hoạt động ok, lớp ram đen vẫn còn nè. Ha, 1.25 và 2. Anh chị mình có thể tìm, đây là các tiêu chuẩn của Nhật ha, GIS, GQA của Nhật nè. Anh chị mình thấy ha, có mình có thể mình bấm cái dòng cốt này để mình kiểm tra. Made in Japan. Rồi, đây ha. Dòng sản phẩm là Lobster AK-1MA. Bấm cốt 1.25 và 2. Ngon lành anh chị. Bánh răng ha. Đó. Ok. Rồi. Giờ em sẽ hạ cái mỏ ra cho anh chị mình xem cái đầu. Cái đầu zin nguyên ha. Đầu rất là đẹp. Vuông vắn đàng hoàng. Đầu rất là đẹp luôn. Chiều dài cây kìm bấm cốt Lobster này là 17 cm, chốt cho em mã 12 giá 300. Em lên mã 13 là một cây kìm phước dây điện. Cây này hàng của Vetsell của Nhật hệ B. Cây này thì còn mới anh chị ạ, nhìn cái màu là thấy mới rồi. Màu đỏ tươi. Vetsell mới tinh này. Japan Nhật Bản ha. Cây này hệ B. Quá trời mới luôn, màu đỏ tươi luôn. Rồi cái phần anh chị mình thấy cái cữ còn nè. Rồi màu đỏ tươi. Rồi hệ B ha, hệ B thì anh chị mình bấm được cái cốt này là rất là thông dụng trong gia đình. Mình sẽ bấm cốt từ 1.6 phi ha. Phi mình tốt dây điện từ 1 này, 1.6, 2.3, 2.6 và 3.2 ha. Là những cái size rất là thông dụng mình xài trong gia đình. Ví dụ như cái này tầm chắc 2. Thì em sẽ bỏ vô đây. Đó anh chị mình thấy ha, cây này nó mới. Đây. Nên là cái lưỡi cắt nó rất là ngọt nha anh chị. Em quên chưa bỏ dầu xuống bên dưới. Đó. Ok ha. Anh chị mình thấy cái mực laser chữ B và cái dòng số là thấy mới nè. Cái này em quên chưa bỏ dầu xuống dưới thôi. Rồi chiều dài cây này là 17 cm. Anh chị mình chốt giùm em mã số 13 giá là 350. Em lên mã 14. 14 là một cây mỏ lết Lobster UM46 ha. Dòng này gần như là dòng lớn nhất. Và dòng này là cho anh chị mình bên sửa điện lạnh này. Dòng thiết kế giảm trọng lượng của Lobster cho anh chị mình sửa điện lạnh. UM46 ngàm nó sẽ mở ra là 4.6 cm, rất là rộng ha. Cây này thì hàng xà lướt cho còn đẹp, không vấn đề gì. Cây này là mã số 14, 350. Chiều dài cây này là 30 cm nha anh chị ha. 30 cm. Lobster Japan ha, đầy đủ. Đây. Anh chị mình thấy cái phần mà cái phần ánh màu vàng vàng là họ sẽ gia công cường lực thêm nên là nó rất là cứng, những cái điểm mà nó tiếp xúc nhiều. Ha, ốc ác này kia nó còn rất là đẹp. Đây anh chị mình thấy nè. Ngàm cái phần mạ trong này cũng còn đẹp ha. Nó có chóc mạ chút xíu thôi. Nhưng mà anh chị mình thấy nó còn vuông vắn này. Đó. Này nó cân cân chút xíu chỗ này thôi ha. Ngàm mở là 4.6 cm, ngàm mở 46. Rồi UM46, Lobster UM46 ha. Anh chị mình chốt giùm em mã số 14 giá là 350. Em lên mã 15. 15 là một chiếc đầu búa nhọn cho anh chị mình test hoặc là anh chị mình đóng cái con bu lông này size phù hợp với cái bu lông. Cân nặng là 200 g, về anh chị mình lên cán giùm em ha. Cây này thì về mình lên cán. Cái này đầu nhọn này, họ đã bảo vệ bằng cái này để cho nó không có bị tè đầu, dập đầu. Và những cây này chị mình đóng nó không có dễ bị dập đầu đâu. Tại vì cái đầu này họ đã rèn rất là kỹ rồi, không có sợ dập đầu ha. Anh chị mình tha hồ mình đóng con bu lông. Chiều dài cây này là tầm khoảng 11.5 cm. Phần đường kính này là khoảng 1.7 cm anh chị ha. Và nặng là 200 g. Về anh chị mình lên cán là một, anh chị mình có một cây búa để anh chị mình gõ đầu bu lông rồi. Mã số 15, 120. Em lên mã 16 là combo 3 cây cờ lê lực dành cho anh chị mình bên điện lạnh của hàng của Hoyan. Thì 3 size ha, rất là phù hợp. 17, 22 và 24. Cây 17 là lực 18 N ha, và cây 22 lực 42 N, và cây số 24 lực là 55 N ha. 3 size. Này là một bộ điện lạnh đầy đủ cho anh chị mình xài này. Này chốt giùm em là mã 16 ha. Đây mã 16. Láng o rất là đẹp anh chị. Đó. Thẳng tắp luôn ha. Bộ này quá đẹp luôn. Xi mạ cũng còn đẹp ha. Tem trên đó còn luôn nè. Hozan ha. HA anh chị mình tìm giùm em Hozan HA713B.
bên này là Hồ Gian HA 713H và 713L ha, Hồ Gian đó, đầu can luôn ha. Rồi mới tinh nha chị ha, rất là đẹp luôn. Rồi thì cây lớn nhất là cây Hồ Gian 24, lực là 55 Newton, chiều dài là tầm khoảng 23.5 xăng nha chị. Cây thứ hai thì cây này là 22, nhân lực là 24 Newton và chiều dài cũng khoảng 23.5 xăng. Chị mình thấy đầu nó mới tinh này. Đó. Cây dưới này ha. Thẳng tắp luôn. Gần như là mới luôn nha chị. Rồi cây cuối cùng là cây số 17, nhân lực là 18 Newton, chiều dài khoảng 19 xăng. Láng o luôn ha, rất là đẹp. Cái này thì nguyên bộ đủ cho anh chị mình làm bên điện lạnh ha. Hàng của Hồ Gian anh chị mình có thể mua cái một số hãng Đài Loan cũng được, nhưng mà mình có thể mình xài hàng Nhật cầm cho nó cảm thấy giác nó êm tay ha. Đó. Rồi cây này, bộ này anh chị mình chốt giùm em một bộ của Hồ Gian cờ lê điện lạnh mã số 16. Mã 16 ha. Em lên mã 17. 17 là một cây dũa kim loại của Mỹ. 17 Nickerson. Cái này thì tình trạng nó còn như vậy nha anh chị ha. Đó nên chị mình thấy phù hợp mình mua về mình có thể mình dũa hoặc là mình làm mà mình rèn mình làm lưỡi dao cũng được. Nickerson là made in USA này. Đó, USA ha. Cái này mình về mình có dũa kim loại, mình dũa dao, dũa gì thì anh chị mình cũng dũa được. Rồi. Khá là nặng. Chiều dài phần lưỡi sử dụng là 25 xăng nè, và dài tổng thể cây này là khoảng 40 xăng ha, và bản rộng của nó tầm khoảng là 1.1. cây này anh chị mình chốt giùm em một cây dũa kim loại của Mỹ Nickerson mã số 17 giá 90.000. em lên mã 18 là một cây kìm nguội, cây này hàng của Nhật Esuria, logo Zoic nội địa Nhật và chiều dài là 175 nè, logo khắc chìm luôn ha. Chiều dài cây này là 18.5 xăng. Cây này thì nó có hở sáng chút xíu ha. Anh chị mình cắt dây điện vẫn ngon lành, không vấn đề gì. Đó, mình cắt khúc trên chút, còn khúc dưới thì khoảng là giữa đến lên trên, ngon lành này. Rồi, phần ngàm bên trong anh chị ha. Đây là phần răng bên trong. Rồi, cây này thì anh chị mình gom chung với lại các mã khác rồi em ship luôn ha. Rồi, mã số 18 giá là 50.000. Chiều dài cái này tầm khoảng là 18.5 xăng, 18-50.000. Em lên mã số 19. Năm lên một cây đục gỗ hàng chuẩn Nhật cho anh chị ăn. Nó không có chữ nhưng mà đảm bảo với anh chị là hàng chuẩn Nhật ha. Tại vì nó về chung một cái lô đục mà của hãng Yoshihiro, mà đục bonsai, đục cũng đục bằng các loại nó lùn lùn ngắn ngắn mà cái tem nó màu tím á, là em về chung lô này này. Đó, hàng thanh lý siêu thị. Rồi cái này đục giùm em là 9 ly ha. 9 ly hàng mới chưa xài. Và cây này là form dài 22 xăng. Đó. Nếu mà anh chị mình thấy một số bên mình đang bán, số bên mình bên Việt Nam mình đang bán giá nó tầm khoảng 400-500 ngàn một cây á, thì anh chị mình có thể mua cây này ha, giá rất là mềm luôn. Mã số 19, đục này đục 9 ly anh chị, 19 giá 80.000, hai lớp thép nè, tắt lớp rêm ha. 20, cây này là của hãng hàng mới chưa xài luôn. Cây này là của hãng Tetsubaya, có logo hình một cái khuôn mặt như thế này, Tetsubaya của Nhật ha, hai lớp thép đây. Về thì những cây này anh chị mình mài sơ lại giùm em ha, nó có mẻ dăm chút xíu, hàng mới chưa xài. Chiều dài phần là 21.5 và cây này đục này cũng là 9 ly luôn. Anh chị mình chốt giùm em mã số 20 giá là 100. Em lên mã số 21. 21 là một cây đục vòng, đục lõm như thế này, và cây này là hai lớp và là thép giấy xanh anh chị, thép giấy xanh, lớp ram đen còn duy nguyên. Đây, chữ và tên hãng còn duy nguyên anh chị. Anh chị mình có thể thấy tên chữ ha. Đó. Tên hãng đây ha. Hai lớp thép mới tinh này. Đục giấy xanh thì anh chị mình biết rồi, thép giấy xanh của nhà máy Hitachi. Giữa cạnh giữa bén và giữa bén rất là bén ha. Anh chị mình xài cái bản này còn rất là lâu này, mình xài từng cái mài dần dần lên tới trên này. Và cây này là hàng còn rất là mới, hàng xài lứa thôi. Đó. Ok ha. Cán gỗ này. Cán gỗ mun này. Cây này về anh chị mình sưu tầm hoặc mình xài cũng được, thép giấy xanh rất là ít gặp ở đục. Chiều dài tới đây là tầm khoảng 10 xăng ha, là mình xài đến dây tầm khoảng là 9 xăng mình mới bỏ cây đục. Chiều dài tổng thể cây đục này là 40 xăng. Rồi về bản đục này.
Bán đục này là 2/7 anh chị ha. Cái này tầm khoảng là 2/7. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là 21, giá là 400, một cây đục chế xanh, hàng còn rất là mới luôn. Cái này thì chưa bằng giá một cây đục anh chị mình mua đục thường ở Việt Nam mình nữa ha. Mà cây này là cây size lớn rồi và dễ xanh nữa. Mã số 21 400. 22. Em lên một cây cây đục cũng đục lớn hơn và cây này cũng còn khá mới này. Cái cán gỗ đây nó có bị tách miếng. Nó cứ bị xứt hết miếng gỗ và đây là gỗ mun. Đầu còn rất là đẹp anh chị. Đó, cây này cũng size dài. Đây ha. Anh chị mình thấy ở đục Nhật thì anh chị mình thấy cái phần ghép thép của nó này, đây cái phần màu đen đen là phần lưỡi ha, và mình xài cái phần là phần dưới này, còn ở trên này là cái phần ốp, ốp rất là dày à, và phần lưỡi dưới này, cái chỗ này chỗ nào ghép giữa cái hai lớp thép với nhau, anh chị mình thấy cái đường này. Không vấn đề gì ha. Rồi hai lớp thép này, đó anh chị mình thấy ha. Cây này thì không có chữ nhưng mà nhìn cái form dáng này kia thì anh chị mình nhìn cái nước thép là anh chị mình biết chuẩn Nhật rồi. Chiều dài tổng thể cây này là 46 cm và bản đục là cây này bản đục là 4/8 anh chị, cây này là 4/8 lận, 4/8. Anh chị nào mà mình đang thiếu cái bản đục 4/8 thì anh chị mình có thể mua cây này mã số 22 350. Em lên mã số 23. 23 là một cây dao ha. 23 là một cây bao bếp, em sẽ qua một ít đồ bếp. 23 là một cây dao bếp của Đức hai hình người, nếu mà anh chị nào mà mình thích dáng Giotto của Đức, nhìn cái dáng của Giotto của Đức, hai người này hàng chuẩn Đức ha. Cây này là bao cam kết hàng chuẩn Đức anh chị ha. Đây, rất là dày nè. Và cái laser, mực laser cũng khác biệt nè. Nó khắc chìm ha. Nếu mà anh chị mình thích mà cái độ gọi là cứng cáp của Giotto của Đức hai hình người thì anh chị mình mua cây này còn rất là mới luôn. Cán bằng nhựa. Và cây Giotto này lưỡi dài là 21, bản rộng là 4.7 ha. Có một cái chỗ này để mình xài nó không có bị đứt tay, không bị cấn vô tay nè. Bản rộng là 4.7 và độ dày chỗ này là 4 ly. Đó, mỏng dần ra mũi. Cây này còn rất là đẹp anh chị. Đó. Anh chị nào mà mình thích xài Giotto Đức thì anh chị mua cây này ha. Mua các mẫu bình thường thì anh chị mình mua mới nó cũng tầm khoảng là 800, là cái loại nó rất là mỏng, không được dày như thế này đâu. Nó chỉ có hơi lấm tấm một vết chân kim chỗ này chút xíu nè. Như cái này ố ố bên ngoài ha anh chị ha, và nó như nó cũng tân kim một vài chỗ thôi, không có bị sâu đâu. Anh chị mình cứ xài bình thường hoặc là về anh chị mình trà đá thêm giùm em là hết à. Ở cái này chốt giùm em mã 23, giá là 600. A4 cho anh chị mình ha. Cái này là mài bén rất là bén rồi nha anh chị. Rồi mã số 23 600. 24, em đem một cây kéo bếp của Đức hai hình người luôn. Rồi, cây này anh chị mình bữa nay em có đăng một cái cây mới trong bọc luôn. Thì anh chị mình thấy rồi, cây này là thiếu cái hộp bỏ vô thôi. Nhựa nó còn sáng choang này. Chỗ này mình có thể mình kẹp càng cua ha. Và anh chị mình thấy Đức hai hình người chuẩn. Soligan Germany. Đó, inox ha. Rất là dày dặn anh chị, cây này thì đầm tay chắc chắn này. Anh chị mình nghe cái tiếng nó bập vô là anh chị mình thấy cái độ cứng cáp của nó ha, không có mỏng, cây này rất là dày. Cái phần lưỡi anh chị mình thấy nè, rất là dày. Đó. Lưỡi di nguyên mới tinh nè. Rồi. Chiều dài cây này là 20.5 cm, anh chị mình chốt giùm em mã số 24. Giá là 200 ha. Cây này là thiếu cái hộp bỏ vô thôi ha, rất là mới luôn. Mã số 24 200. Em lên mã số 25. Rồi em lên một cây nhíp ha, một cây nhíp để anh chị mình gấp lá, gấp sâu hoặc là gấp những cái nhụy, gấp cái gì mình gấp. Cây này là hàng chuẩn của Nhật, Made in Japan, thép khô rỉ. Đó. Bình thường anh chị mình mua một cây đang tầm khoảng là 300 thì anh chị mình thấy cây này là nó độ mới khá cao ha. Cây này phải tầm khoảng trên 80-85%. Rồi, ok ha. Chiều dài cái này là 21 cm, một cây nhíp bonsai thép khô rỉ của Nhật. Mã số 25 giá 90.000. Em lên mã số 26. 26 là một cây kéo bướm hãng chuẩn Nhật này, đó, tên hãng ha. Lớp ram đen ở trên thân kéo còn nguyên. Đây là phần lưỡi cắt anh chị ha, hai lớp thép này, hàng rèn thủ công cực bền. Da dẻ cũng láng ha, này nó cấn chút xíu không sao anh chị. Mình cắt giấy nó vẫn tốt. Hoặc
là anh chị mình thích thì về mình chỉnh chút xíu thôi, nhưng mà em nghĩ là không cần chỉnh đâu. Những này mình cắt lá cắt cành ngon lành cực kỳ, form dáng còn đẹp. Ok ha, hai lớp thép tách rời này. Đó, ok. Chiều dài cây kéo bướm này tầm khoảng là 17 cm, chốt giùm em mã số 26, giá là 170. Em lên mã số 27. 27 là một cây ghép cành ha. Cây này là bản rộng, bản bự, form dáng còn đẹp, còn nguyên này, hai lớp thép này, hoa văn dấu hoa văn gia cốc này ha, hàng rèn thủ công của Nhật. Đó, thép cũng đặc biệt này. Đây ha. Cầm rất là êm tay anh chị. Những cây này anh chị mình ra cái đường, anh chị mình ra cái đường ghép, cái đường gọt nó ngọt hơn, nên là nó không có bị nhầy nhầy những cái vết mà anh chị mình ghép ha, nên là cái độ sống của phôi nó nhanh, nó tốt hơn. Chiều dài cây này là 17.5 cm, phần lưỡi sử dụng là 5.5, bản rộng là khoảng 2.4, và độ dày cây này là 3 phân hơn chị ha. Cây này thì rất là dày, 3 ly, cây này rất là dày, thường thường những cây khác nó tầm khoảng là 2.5 ly. Cây này thì rất là dày, dặn cầm chắc tay. Mã 27 giá 240. Em lên mã số 28 là một cây kéo con cá. Cây này còn rất là mới, có một cái vỏ kèm theo này anh chị. Rất là mới luôn ha, nhìn cái vỏ là mình thấy mới rồi. Và cái lớp sơn màu cam ở trên này rất là đẹp. Cam nó còn, nước sơn nó còn mới nè. Cái hoa văn là anh chị mình thấy nó là hoa văn xước xước luôn ha. Và chữ Nhật ở trên này nè, đóng ở trên những cái lưỡi như thế này, thì anh chị mình thấy những cái cây kéo bướm hôm qua em có một cây tỉ dăm á, mà anh chị mình thấy đóng cái mọc trên này à. Hoặc là kéo bướm cũng hay gặp những cây mà đóng cái mọc ở trên này, thì anh chị mình thấy những cây này rất là xịn ha. Hàng rèn thủ công của Nhật. Đó, cây này là form lưỡi là đẹp nguyên luôn. Phay sức dọc vẫn còn này. Quá đẹp ha. Đinh tán này là chưa có tán lại luôn ha, zin xuất xưởng luôn. Nên là cây này anh chị mình mua rất là ngon. Rồi tên hãng đi ha, tên hãng anh chị mình xem giùm em này, đây là tên hãng nè. Cái kéo bánh cá này cũng là form dài hơn so với lại các form hay gặp. Chiều dài nó tầm khoảng là 18 hơn. Ở cái này anh chị mình chốt giùm em mã số 28, một cây kéo con cá có cái bao vỏ trên ha, mã 28 giá là 240. Cây này anh chị mình cắt cành cắm bông, hoặc là anh chị mình có chưa bao xài mini mình xài cái này rất là ngon này ha. Mã số 28 240. Em lên mã số 29. Là một cây kéo bướm thép giấy xanh ha. 29 hàng rèn thủ công thép giấy xanh. Đó, cây này thì rất là đẹp luôn, anh chị mình có thể thấy này. Ok ha, chữ khắc chìm cái gì kỳ cu gì này ha. Đó, hàng rèn thủ công thép giấy xanh. Da dẻ lá ngon. Hai lớp thép nè. Ok ha. Đây. Hai lớp thép anh chị mình thấy ha. Rồi, tới cái phần lưỡi cung lá nha anh chị, lưỡi cung lá nha, bén cực kỳ. Giấy xanh thì anh chị mình biết rồi, rất là bén. Ok ha. Đó. Ok ha. Rồi. Cái kéo bướm thép giấy xanh. Chiều dài cây này là 17 cm, anh chị mình chốt giùm em mã số 29, giá là 350. Họ chê đâu ha, bén cực kỳ và cái giữ cạnh giữ bén tốt. Mã 29 350. Em lên mã số 30. 30 là một cây kéo cũng rất là đặc biệt. Cây này chữ Nhật nè. Đó, ok ha. Rồi. Đặc biệt đó là cái chốt đồng anh chị, rất là ít gặp những cây mà nó chốt đồng như thế này nè. Rất là dày dặn, chốt đồng. Tán là zin nguyên, chưa có dấu đóng tán lại ha. Tán zin nguyên xuất xưởng. Rồi, cây này thì da dẻ láng o luôn. Đẹp cực kỳ. Ok ha. Rất là đặc biệt. Chiều dài cây kéo này là 18.5 cm, anh chị mình chốt giùm em mã số 30, giá là 400 ha. Rất là bén anh chị ha. Đây, em lấy dế này em cắt, cũng là dế lực luôn ha. Bén cực kỳ. Rồi mã số 30 giá là 400. Em lên mã số 31. 31 là một cây kéo này cho anh chị mình sưu tầm ha. Kéo này thì thường thường anh chị mình sẽ thấy con hạt mà nó size nhỏ, mạ màu vàng vàng như thế này nè. Nhưng mà cây này là size lớn của hàng của Đức, mã số 31. Cây này lớn cực kỳ ha. Thường thường anh chị mình sẽ thấy cái size nhỏ nó tầm cỡ này thôi, nhưng mà cây này là size lớn.
những hoa văn mình thấy là nó rất là chi tiết rõ ràng, rất là tinh xảo ha, không có hời hợt. Ok ha. Rồi cái phần lưỡi như này anh chị mình thấy họ thiết kế cách điệu giống như một cái mỏ này ha, một cái mỏ, và cây này là size lớn Soligen của Đức này, Soligen của Đức ha, WASA. Này nó hơi có bị ố ố chút thì về anh chị mình xả nhám hoặc là anh chị mình spa thêm cho đẹp ha. Đó, lưỡi thì thẳng đẹp anh chị ha. Đây lưỡi không có bị nhăn rỉ ha, còn cái đây là cái mũi của nó anh chị ha. Đó, nó cong cong để nó nghiến cho nó sát nhau này. Đó, ok ha. Chiều dài lưỡi sử dụng là tầm khoảng 4.5 và dài tổng thể là 16.7 sang ha. Rồi cây này chị mình chốt cho em mã số 31, giá là 250 một cây kéo, cách hiệu điệu hình con hạc của Đức nha. Bén cực kỳ tới cái mũi nha anh chị. Ok ha. Rồi, mã số là 31, giá là 250. Em lên mã số 32. 32 là một cây cách kẽm. Cây này là hàng của Masakuni ha, dòng này dòng đời cũ, chất thép rất là cứng. Nên là anh chị nào mà mình thích cắt kẽm uốn lồng chim hoặc là anh chị mình cắt kẽm trong bonsai thì anh chị mình sử dụng cây này. Chiều dài cây này là 20 cm, make in Japan này. Đó. Lưỡi là đẹp nguyên nha anh chị em, lưỡi khít đẹp này. Không có bị hở ha, lưỡi rất là đẹp. Đây, anh chị mình thấy đóng vô rồi ha. Khít đẹp nguyên luôn. Chiều dài cây kẽm bonsai, cắt kẽm bonsai này là 20 cm. Thì bình thường anh chị mình thấy đây, cây này là hàng cũ ở trên eBay nha. Hàng cũ ở trên eBay anh chị mình thấy nè. Một cây cắt kẽm bonsai trang luôn. Thì giá nó tầm khoảng là 4,2 triệu ha. 4,2 triệu phí ship về cũng tầm khoảng 1 triệu nữa là 5 triệu. Đó, cây này thì anh chị mình có thể mua cây này ha. Lưỡi zin, lưỡi là khít rịch, không có bị hở, không có bị mẻ gì hết. Ngon lành 20 cm. Rồi cái này chốt mình giùm em mã số 32.900. Em lên mã số 33. 33 ha. Nếu mà anh chị mình có hay xài sẻng con voi ha, elephant á, thì anh chị mình có thể mình mua cái kéo tỉa hàng rào này. Thì kéo tỉa hàng rào hãng con voi elephant này em mới rất là ít gặp, nay là gặp cây đầu tiên nè. Phần tem nhãn ở dưới còn đây. Cán là chỗ này nó nhỏ nhỏ này, tay cầm thì nó sẽ bự hơn. Đó. Rồi. Anh chị mình có thể tìm là by Asaka tên hãng này ha. Hãng Elephant con voi, tưởng tượng anh chị mình hay thấy sẻng nhiều đó, thì anh chị mình có thể mua cây này. Mã số là 33. Đặc biệt ha, có rãnh hồ lâu. Anh chị mình thấy những cái cây kéo xịn đó, anh chị mình hay gặp những cây rãnh hồ lâu như thế này. Đó, thì nó sẽ nghiến hai cái lưỡi vô nhau rất là bén. Lưỡi thẳng không có bị mẻ, không có bị cấn mẻ nhăm gì hết trơn nha anh chị ha. Rồi, anh chị mình thấy cái lưỡi nó khít với nhau nè. Đó. Rất là bén và đẹp, không có bị nhăm rỉ hết. Ok ha. Chiều dài lưỡi sử dụng là tầm khoảng 16 cm. Và chiều dài tổng thể cây tỉa hàng rào này là 68 cm ha. Rồi cây này anh chị mình chốt giùm em mã số 33, giá là 350. Tiếp theo em lên mã số 34. Thì hôm qua cũng có bán một cây rồi. Anh chị nào mà hôm qua mình có bị hờ hút á, hút không chốt được thì anh chị mình có thể mình chốt hôm nay ha. Cây này cũng mới y chang đó, mới y chang của hãng là Comery nè. Đó, y chang cây hôm qua. Anh chị nào mà mình hôm qua mình chốt hụt thì anh chị mình có thể mình mua cây này. Đường kính cắt là phi 12 ly ha, mình có thể mình cắt tỉa lá hoặc là anh chị mình cắt cành cũng được. Mới tinh này đó, ram đen trên còn nguyên, ốc rời mình dễ mở dễ mài ha. Anh chị mình thấy ha, lưỡi quá đẹp luôn. Ok ha. Rồi. Cái này thì có test cắt giấy nữa, mà để chút em quay xong em sẽ test cho anh chị mình coi. Lưỡi dài là 16 cm. Chiều dài tổng thể cây kéo này là 65 cm ha. Rồi. Em sẽ cắt giấy cho mình xem. Đã bén hết rồi ha. Bây giờ chị được xài thôi. Cây này chốt giùm em mã số 34, giá là 350. Cây này thì 33, em sẽ test cắt lại giấy cho chị mình xem. Ngon lành ha. Đó, ok ha. Tại vì cắt có một tay này, nhiều khi nó bị hộp, nó bị đỡ chỗ này ha. Rồi cây này mã 33 cũng 350 con voi luôn.
Em đã lên 34 mã clip số 100 á. Anh chị mình thích mã nào mình điện thoại nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Bấm nút like và nút đăng ký kênh để anh chị mình theo dõi được clip mới nhất ha. Xin chân thành cảm ơn.